Chào cô chú, chào anh chị và chào các bạn. Có lẽ rằng tất cả mọi người rất là thắc mắc rằng mấy cái hạt giống mà hôm bữa Nhật Thanh gieo cách đây khoảng 2 tuần nó như thế nào rồi. Thì sau khi Nhật Thanh gieo cái hạt giống thì Nhật Thanh xui quá, gặp thời tiết quá lạnh. Thì một tuần thì có khoảng chừng 3 đêm và ban ngày hơi lạnh, còn ban đêm thì khoảng ba mươi mấy độ. Nhưng mà Nhật Thanh vẫn để cái thùng này ở ngoài trời và ngay cái vị trí này nha các bạn. Thì bây giờ Nhật Thanh mở ra cho các bạn xem sau khi 2 tuần nó như thế nào. Các bạn thấy không? Thời tiết thì rất là lạnh. Mà cái hạt giống của Nhật Thanh á, nó lại nảy mầm. Mà trong khi những cái hạt này Nhật Thanh bỏ ngoài chậu phía ngoài á thì nó lại không có nảy mầm nha các bạn. Hôm nay trời lại âm u nữa, Nhật Thanh quay nó không có được đẹp. Nhưng mà Nhật Thanh vẫn cố gắng để quay cho các bạn xem sau khi 2 tuần á cái hạt giống của Nhật Thanh nó như thế nào. Đây là những cái hạt của cây đậu đũa các bạn, hạt giống sau khi 2 tuần. Còn bên đây là những cái hạt giống đậu bắp á các bạn, nó đang lú cái mầm lên. Còn những cái chậu này các bạn không có thấy cái gì á, là Nhật Thanh hồi nãy Nhật Thanh mới bỏ mấy cái hạt cà tím vô và Nhật Thanh cũng bỏ vô trong đây luôn. Nhật Thanh cũng mới bỏ vô á các bạn. Để giúp cho cái hạt giống á nó phát triển. Chị của Nhật Thanh nói tại sao Nhật Thanh không bỏ những cái thùng này vô trong cái nhà trồng cây của Nhật Thanh, nếu mà Nhật Thanh bỏ trong đó thì nó càng phát triển lẹ hơn nữa. Nhưng mà Nhật Thanh nói thôi để thử ngoài trời đi coi nó phát triển có lẹ hay không. Tuy rằng trời thời tiết rất là lạnh, ban đêm nhiều khi có 33, 34 độ các bạn. Nhưng mà những cái hạt mầm này nó vẫn phát triển. Sau khi 2 tuần thì các bạn thấy nè, thường thường những cái hạt lớn á, mình gieo nó rất là lâu lớn, tại vì những cái hạt lớn á, nó rất là cứng. Nhưng mà nhờ Nhật Thanh á, bỏ vô trong đây á, lúc nào cái đất nó cũng thấm nước hết nên cái hạt nó rất dễ mềm và nó dễ mọc mầm nha các bạn. Và từ bữa tới giờ Nhật Thanh phải nói thẳng ra là Nhật Thanh không hề tưới nước, không hề tưới nước. Tại vì cái nước trong thùng này các bạn thấy này vẫn còn nhiều luôn. Nó cứ thấm ở phía dưới, nó thấm lên cái ly, làm cho cái ly lúc nào nó cũng ướt nước hết. Bởi vậy mình gieo hạt giống như vậy mình rất tiện các bạn. Mình không cần phải chăm sóc nhiều, mình cũng không cần phải tưới nước nhiều mà cái hạt nó lại phát triển rất là lẹ luôn. Thì hôm nay á Nhật Thanh nó quay sơ cho các bạn xem cái hạt giống sau khi 2 tuần. Nhật Thanh nghĩ nếu mà Nhật Thanh không gặp những cái cơn lạnh này á, cái hạt giống của Nhật Thanh nó đã bây giờ cái cây nó đã lớn lên một chút xíu rồi. Bởi vậy những cái hạt giống mà các bạn khó gieo như là đậu bắp đi nó cứng nè, hay là những cái hạt gì nó bự như đậu rồng, cái này những cái hạt gì bự quá đó mà mình gieo rất là khó thì các bạn làm như vậy nó phát triển rất là lẹ luôn đó. Thì Nhật Thanh chỉ quay sơ cho các bạn xem thôi. Nhật Thanh thì mới từ trong nhà trồng cây ra. Nhật Thanh đẩy cái chậu tía tô này ra ngoài. Cái này là tía tô Nhật á, cô chú. Thì cái loại tía tô Nhật này cái lá nó rất là mềm và Nhật Thanh rất thích ăn. Hồi mùa đông á, thì Nhật Thanh chỉ quăng đại cái hạt vô trong cái chậu thôi. Vậy mà bây giờ nó mọc nguyên một nùi rất là nhiều. Nhật Thanh nói phải rất là nhiều luôn, nhiều lắm. Nhật Thanh phải tỉa bớt ra cho nó mọc cho nó thoải mái một chút xíu. Và Nhật Thanh cho chị Nhật Thanh một mớ nữa. Bên hông này nè, Nhật Thanh có ghim hai cây bông lòng đèn. Thì bây giờ Nhật Thanh đã bấn ra ngoài trồng rồi. Chút nữa Nhật Thanh cho các bạn xem hai cây bông lòng đèn mà Nhật Thanh bấn để ở ngoài đó. Các bạn nhìn nè, cái lá tía tô Nhật á, nó rất là mềm luôn. Nó mềm lắm.
Để cho Nhật Thanh tưới cho nó miếng nước. Bây giờ Nhật Thanh nó đẩy ra bớt từ từ, xong mình dọn trong cái nhà trồng cây bớt á. Nhìn cái lá nhìn thấy nó bự ghê các bạn. Để thôi Nhật Thanh xớt bớt cho chị Nhật Thanh một miếng. Cuối cùng á thì Nhật Thanh á dời được một chậu tía tô rồi các bạn. Và Nhật Thanh còn một chậu tía tô bên đây nè. Nhật Thanh làm cái chậu tía tô bên đây nữa là 2 chậu. Rồi Nhật Thanh làm cho một chậu bự cho chị Nhật Thanh nữa. Đây là chậu rau ôm á các bạn. Hôm bữa má của Nhật Thanh nói cái gì à? Cây ngò ôm, cái Nhật Thanh nó cây ngò ôm là cây gì tự nhiên trong đầu mình lúc đó cái mình không có nhớ, tại vì Nhật Thanh hay cái tật Nhật Thanh hay gọi là cây rau ôm, cái sau má Nhật Thanh nó cây ngò ôm nên Nhật Thanh không biết là cái cây gì các bạn. Thì cái cây này là Nhật Thanh cũng bỏ trong cái nhà trồng cây á, trồng rất là tốt luôn. Hôm bữa Nhật Thanh cũng cắt ăn rồi. Các bạn thấy không, khi mà mình trồng trong nhà trồng cây cái xong giờ mình đem ra đây cái mình chăm sóc là mình có ăn liền à. Mình không có phải mất công chờ mình trồng, mình gieo hạt hay mình làm cái gì đó rồi mình đợi thời gian mình mới có ăn. Bởi vậy Nhật Thanh nói khi mình có cái nhà trồng cây nó rất là tiện luôn á các bạn. Các bạn nhớ cây này là cây gì không? Đây là cây bông lòng đèn. Nhật Thanh á, cắt đại một khúc rồi ghim trong cái chậu tía tô á, thì bây giờ nó lớn như vậy nè các bạn. Sau 3 tháng nó rất là lớn. Cũng may là mùa đông đó chứ mùa hè nó còn lớn lẹ nữa. Cái cây này Nhật Thanh thấy á, khi mà Nhật Thanh để sát nhà khoảng 33 độ nó không suy nhê gì nha các bạn. Nó chịu đựng rất là hay luôn. Nhưng mà dưới 32 độ quá thì các bạn cũng phải nên coi chừng rồi mình che cho nó. Thì á, Nhật Thanh cũng có cái phim quay cái phim này rồi. Nếu mà các bạn coi cái phim đó đó, các bạn thích á, tại vì á, vài bữa nữa Nhật Thanh sẽ tỉa cái cây bông lòng đèn lớn. Nhật Thanh thấy á, bỏ mấy cái nhánh thì uổng quá. Nhật Thanh nói thiệt tình luôn, thấy bỏ mấy cái nhánh uổng quá. Thì Nhật Thanh thấy có một số bạn rất thích cây bông lòng đèn này. Thì nếu các bạn thích thì email cho Nhật Thanh. Và Nhật Thanh hứa sẽ gửi cho 15 bạn đầu tiên mà ở Mỹ thôi nha các bạn. Chứ Nhật Thanh không gửi nước nước khác đâu. Tại vì Nhật Thanh biết rằng cái nhánh cái bông lòng đèn này mà đi đâu mà xa quá thì nó sẽ bị khô, nó sẽ bị hư, nó không có tốt. Nên Nhật Thanh chỉ gửi ở trong nước Mỹ này thôi. Thì Nhật Thanh sẽ gửi cho 15 bạn đầu tiên email cho Nhật Thanh. Từ ngày Nhật Thanh ra cái video này thì khoảng 1 tuần sau thì Nhật Thanh mới chiết nhánh cho các bạn. Tại vì Nhật Thanh phải cho các bạn cái thời gian các bạn coi rồi á, mình mới email cho Nhật Thanh. Thì 1 tuần sau Nhật Thanh sẽ chiết nhánh, Nhật Thanh gửi đi. Thì Nhật Thanh chỉ gửi cho các bạn ở Mỹ thôi. Và các bạn ở những nước khác thì Nhật Thanh thật tình rất là xin lỗi. Mà khi các bạn gửi nhiều quá mà Nhật Thanh không có gửi được hết, tại vì Nhật Thanh không thể nào gửi được hết, thì Nhật Thanh sẽ giữ lại những cái địa chỉ của các bạn. Tương lai mà Nhật Thanh mà có chiếc nhánh thì Nhật Thanh sẽ gửi cho các bạn sau. Thì Nhật Thanh chỉ hứa cho 15 bạn đầu tiên thôi nha. Thì Nhật Thanh cho các bạn cái nhánh như vậy về các bạn ghi mà trồng thành công hay không thành công không có trách được Nhật Thanh nha. Thì tại vì Nhật Thanh cũng trồng như vậy thôi, Nhật Thanh cũng ghim xuống rồi mình chăm sóc thời gian rồi nó lên thôi các bạn. Thì 1 tuần sau Nhật Thanh sẽ bắt đầu cắt nhánh gửi đi. Các bạn thấy nè, những cái nhánh này nè nó bự như vậy nè, nó nhiều thì Nhật Thanh á cắt bớt đi rồi ha gửi cho các bạn. Nhật Thanh xin cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem video ngày hôm nay. Và các bạn nếu mà thích cây bông lòng đèn thì đừng quên email cho Nhật Thanh nha. Thôi hẹn tất cả mọi người kỳ sau. Bye bye.